sắp nhận tin mừng nơi đây. Con là tên là Phêrô Lê Khắc Hương ở tại giáo xứ Phước Bình tại đền thờ Thánh Hòa Bà Rịa. Và sáng hôm nay con đến đây thì thôi con kể để cho mọi người nghe, con được ơn phúc gì không cần phải dài dòng. Thế thực ra là năm 2006 thì con ngủ hơn một tiếng thì con bị liệt, người ta cũng tê từ đây xuống là chân con hết cảm giác. Cái gì ngủ hơn một tiếng thì mình bị liệt là sao? Và không phải liệt nó tê hết và chân mình không có cảm giác, cái cặp kẽm mà con chặt vào chân nó lộn ra và chân thịt rút ra chảy máu mà không biết đau. Cái con đi lễ thì nó đi một cái áo nhé, lúc về nó còn một giác, một chân còn mắt một chân còn giác, một chân còn giác. Thì nó uống thuốc tay rồi chích, thuốc tay rất thích chỗ nào là đau, chỗ nào là chích cái đó. Thuốc mắt ông già vừa con đi vào uống một bao cũng như sỉnh cũng chẳng hề cũng không hết, cũng bước ngồi cầu nguyện cầu xin. Thì cũng tự nhiên là chân con khỏi còn nhà không, không ai rồi. Không biết rồi lại khỏe như ai lại vẫn bình thường, trở lại bình thường vào cái năm 2000 này. Và cái hai là mình năm 2013 đây thì con bị viêm khớp. Đầu tiên là con cũng không biết là con viêm khớp, thì con đi biển là cái chân con nó nhức, nhức ở trong xương trong khớp nó nhức lắm, con chịu không nổi, nó làm viêm phẫu thì chủ nước đỏ được mắt mà sao. Mình cứ tưởng tượng là như một cái trái cây nó bị úng, úng ở vị trí thì nó còn nhức một đi khớp chân. Thế còn đi về những điểm đó thì không thể con đi khám. Con đi khám thì bác sĩ là bảo là bị viêm khớp. Thì bác sĩ bán thuốc, bán thuốc con là 12 ngày. 12 ngày thì uống cái thuốc, thuốc thì hết, lại uống chẳng hết, con cứ đào. Con cứ đào bình thường, mấy lần thứ hai con lại mua thêm đúng một tháng. Uống một tháng thì cứ ra biển, con đi biển không đi nữa được. Nhưng mà học quần thì con vẫn nhớ tới ngày thu nhật, con cầu được. Cứ năm chục bình, ghét đi xong đi, rồi căng cái dây đàn, rồi ghét ngủ. Con cũng chẳng khám chẳng siêu âm, con cứ nghĩ là ôi trời Chúa cứu tao rồi, người ta cũng chẳng bị khám chi đâu, mà hạnh phúc lắm rồi, cái Chúa không cứu thì thôi, chứ bây giờ chắc là cũng đau ôm chân rồi bị khò khò chứ chẳng có định như vậy. Nhưng bây giờ cho thả ra thì con có đi ra hay được, chẳng phải là Chúa cứu chứ chưa khỏi thôi. Thì khi con chỉ mấy ngày con lắm trong bài nhà của cha thì con không có máy, con ngồi biển, thế anh bà kia mẹ cũng đi, mẹ nghe đi thì là mua cái thẻ trên này thì anh đưa cho con nghe. Đó, con nghe thì nghe cha giảng hay quá, con nằm rồi suy nghĩ. Cha nói là ở giáo điểm tin mừng thì nơi đó là nơi cái gì ho khỉ gãy ra cái lẻ không nghe. Đó. Khỉ không có mà ho, cỏ không có mà gãy. Mà đêm đêm thì lại mỗi là chỉ có chơi chung với mũi chích. Đó, thì bố ông thầy cha nói là giảng nghe cũng vui. Mà con nói nhiều lúc có nhiều nhân chứng bên Tây, bên Nga, bên Pháp cũng về, mà tại sao ở đây hỏi đấy người ta kéo tìm tới thế. Con nghe mà con thì ở đại giáo xứ Phước Bình, ngay đường giao quốc lộ mà chẳng có bên Tây, cũng chẳng có bên Nga, chẳng có bên Pháp, cũng chẳng ai bên làm chứng cho Chúa. Thấy hai đó nó cũng ngồi nghe cái bài của cha nào con mới luận ra. Cha con xin phép con làm bài thơ là bài thơ là giáo điểm tin mừng thơ lục bát câu 6 câu 8. Bài thơ này con đã gửi cho cha rồi. Và từ thơ là con chuyển sang tên của cha. Từ thơ là chuyển sang tên của thánh của con. Đọc thơ đi. Văn gia giáo điểm tin mừng 500 bài giảng về ngài xót thương. Mọi người ở khắp bốn phương kéo về giáo điểm tin mừng nơi đây. Có người ở mãi bên tay cũng về giáo điểm chứng nhân cho ngài. Vang xa giáo điểm tin mừng nằm Chúa thương xót tràn đầy hồng ân. Người đến cầu nguyện bản thân, người thì cầu nguyện người thân gia đình. Con đây ở xứ Phước Bình, xin cha cầu nguyện mọi người bình an. Người đang bệnh tật kêu vang, cầu xin nên Chúa ban ơn phúc lành. Chúa đang ngự ở trên trời, xin Chúa thương xót dân người chúng con. Xin lên. Hay quá, hay quá. Tạ ơn Chúa. Tôi tặng anh cái máy 500 bài giảng ở cái shop để đi biển nha. Đời
cho những anh em đi biển cùng chung với nhau. Ngoài đó mênh mông, thay vì mình hát là gì đó, biển sóng với lại là biển một bên và em một bên. Còn bây giờ không anh lại đến đổi lại điều tôi, thay vì hát biển một bên và qua một bên. Đây là có kẻ bên đông, có kẻ bên tây, rồi chị ở bên đông, bên tây, đó.